Rồi, chào mấy bác nha. Đầu tiên là em có một con máy về vô xăng nổ luôn. Và chút nữa mọi người sẽ được đón coi video của nó. Và em nói nốt, cái hôm trước á là chỉ còn đúng một con, một là con Echo 315 là cái lô cuối cùng. Và con này vừa về cách đây 2 ngày. Đó. Thì em vừa dọn xong và mọi người coi cái độ nhạy nổ của nó thì trên cả sự tuyệt vời. Vừa rồi là xong nha. Mọi người coi này. Dã man rồi. Và chưa đấu công tắc nha, bịt bô cho nó tắt á, dã man rồi. Mọi người nghe cái tiếng bô nó nổ còn từng tiếng luôn đấy, vừa rửa luôn. Thì em nói nốt còn đúng một con một thôi nha. Chứ còn mọi người kêu còn nữa không thì em nói nốt là hết. Thế nhiều anh vô bắt bẻ. Đây nha. Ok, đã hết nha, con cuối cùng ạ. Rồi bây giờ mọi người sẽ được đón coi khi mà nó về nó nổ luôn. Thì con này chất lượng nó cao lắm nha. Thì em cũng bán giá nó cũng xả xả thôi, chứ nó không hề cao đâu. Bên em bán cho mọi người giá 2 triệu Thôi bán cho nhanh đi, tính 2 triệu 3 đi. Rồi bán cho nhanh chóng đó. Rồi ok, cảm ơn mọi người. Quá rẻ luôn, thiệt luôn, quá rẻ luôn. Nguyên đai nguyên kiện này, nguyên rinh nè. Có 2 triệu 3 bạc về mọi người tha hồ xài sướng. Rồi ok, cam kết chất lượng. Mọi người yên tâm. Cam kết chất lượng nha. Ok, mọi người giờ sẽ được coi khi nó về nó đổ xăng nổ luôn. Rồi, được là bây giờ em phải đi đám cưới nên là thành ra là nếu như mọi người chốt sớm trước 4 giờ thì bên em sẽ đóng hàng luôn. Còn nếu như chốt sau 4 giờ thì phải 2 ngày nữa thì em mới đóng hàng được. Rồi ok, phải đi đám cưới ở dưới huyện nên mọi người thông cảm. Thì mọi người chốt thì cứ cọc đi, rồi em sẽ cố gắng em đóng hàng cho, hoặc em nhờ người đóng hàng. Rồi ok, cảm ơn mọi người đã coi video. Video này chào mấy bác nha. Em có một con máy về vô xăng nổ luôn. Đấy. Thì tiền nào thì của nấy thôi. Mấy bác yên tâm về chất lượng, thiệt sự. Đây nhá. Chưa rửa nhá. Chúc em rửa ra một cái lắng nghe. Nghe không? Đây. Gạt tư hơi lớn. Để ra chỉnh lại. Đấy, chưa đấu công tắc luôn này. Thì chưa đấu công tắc công tiếp gì hết. Ra dây là nổ thôi. Rồi ok, bây giờ em sẽ rửa. Và mọi người được coi một con máy tuyệt vời, trên cả sự tuyệt vời. Bình xăng bình rưỡi nguyên rin. Về vô xăng, bên em vô xăng nổ luôn. Và em rửa ra một cái lắng nghe nha. Nói trước yên tâm, bao vip cần kiếc đẹp, thấy không? Đấy, nguyên đai nguyên kiện về. Đây, mã số là 394 đuôi, Make in Japan. Rồi ok, chưa sức mẻ gì luôn nha. Rồi bây giờ em sẽ rửa. Con này bình xăng này, mọi người coi phía trong bình xăng nó này. Nhìn nó dơ dơ vậy đó, nhưng mà nó không phải vậy đâu. Đây. Thấy bình xăng chưa?
lọc xăng là rinh luôn, về vô xăng nổ luôn, đã thế. Rồi ok, để em rửa lên rồi em sẽ quay cho mọi người coi.